Dạo gần đây, trên mạng xã hội có rất nhiều những đoạn clip hay trộn vải, xoài, mít hay là sầu riêng. Dù nhiều đoạn clip đạt cả triệu view khiến dân mạng phải nhức nách, nhưng đó vẫn là hành vi xấu và cần chê trách và bài trừ. Có lẽ nhiều gia chủ cũng rất đau đầu vì không cách nào bảo vệ loại trái cây của nhà mình khi chúng mọc quá nhanh và kết trái khó kiểm soát. Và mới đây, một gia chủ đã quyết định bảo vệ cây mít trước nhà của mình bằng chiêu rất độc, đó là dựng hẳn một cái lồng sắt kiên cố xung quanh thân cây, từ dưới gốc lên trên gần đỉnh. Gia chủ còn làm hẳn lối cửa để mở ra, còn khi đóng lại, muốn leo vào hai mít là không thể nào. Người đăng tải đoạn clip là một người hàng xóm, sống chung khu với chủ nhà. Cô gái còn đùa rằng, chủ nhà không tin tưởng hàng xóm cùng khu, dân mạng thì cho rằng đây là biện pháp khá hữu hiệu.